Kính chào quý vị và các bạn. Trong hôm nay, nhiều vùng biển nước ta tiếp tục có thời tiết xấu. Ghi nhận vào lúc 10 giờ tại đảo Phú Quốc, gió ở đây mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 8, cấp 9. Còn tại đảo Phú Quý, đo được gió mạnh cấp 6 và bên cạnh đó thì trời còn có cả mưa dông nữa. Và khả năng từ giờ tới cuối tuần, gió ở khu vực đảo Phú Quý vẫn sẽ dao động quanh mức cấp 5, cấp 6, giật cấp 6, cấp 7. Không chỉ gió mạnh, trời còn có mưa dông, tiềm ẩn với nguy cơ lốc xoáy, tầm nhìn xa dưới 10 km. Và với dự báo như vậy thì quý vị lưu ý hãy theo dõi thông báo từ các bến tàu, nhà cảng để có thể chủ động lịch trình nếu ra vào đảo Phú Quý trong những ngày tới. Bà con lưu ý là toàn khu vực biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau Kiên Giang, ra ngoài khơi phía Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa. Chiều nay, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, trời cũng mưa dông, tiềm ẩn với lốc xoáy. Và mưa dông cũng sẽ xuất hiện rải rác ở khu vực từ Vịnh Bắc Bộ trở xuống đến Quảng Ngãi và ra ngoài khơi phía huyện đảo Hoàng Sa trong chiều nay. Và trong cơn dông dễ đi kèm với lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8 và tầm nhìn xa dưới 10 km. Trên đất liền, chiều nay khu vực Trung Bộ cũng sẽ có mưa nhiều, dự báo trời mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có những nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15 đến 30mm và cục bộ có nơi trên 70mm. Quý vị đề phòng với lốc sét, gió giật mạnh và mưa to cục bộ cũng có thể gây ra tình trạng ngập úng ở một số vùng trũng thấp hay là sạt lở ở vùng đồi núi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật thông tin thời tiết mới trong các bản tin thời sự tiếp theo.